Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự. Một La Mã, ngôi kể và vai trò của ngôi kể trong văn tự sự. Ngôi kể là vị trí giao tiếp mà người kể sử dụng khi kể chuyện. Khi người kể xưng tôi thì đó là kể theo ngôi thứ nhất. Khi người kể giấu mình, gọi sự vật bằng tên của chúng, kể như người ta kể, thì gọi là kể theo ngôi thứ ba. Đọc các đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Đoạn 1. Vua và đình thần chịu thằng bé là thông minh lỗi lạc, nhưng vua vẫn còn muốn thử một lần nữa. Qua hôm sau, khi hai cha con đang ăn cơm ở công quán, bỗng có sứ nhà vua mang tới một con chim sẻ với lệnh bắt họ phải dọn thành 3 cỗ thức ăn. Em bé nhờ cha lấy cho mình một cái kim may rồi đưa cho sứ giả bảo: "Ông cầm lấy cái này về tâu đức vua, xin rèn cho tôi thành một con dao để xẻ thịt chim." Vua nghe nói từ đó mới phục hẳn. Em bé thông minh. Đoạn 2. Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng, những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên đạp phành phạch vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi trước kia ngắn hụn hoằn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu ký. Câu hỏi A. Đoạn 1 được kể theo ngôi nào, dựa vào dấu hiệu nào để nhận ra điều đó? B. Đoạn 2 được kể theo ngôi nào, làm sao nhận ra điều đó? C. Người xưng tôi trong đoạn 2 là nhân vật Dế Mèn hay là tác giả Tô Hoài? D. Trong hai ngôi kể trên, ngôi kể nào có thể kể tự do, không bị hạn chế, còn ngôi kể nào chỉ được kể những gì mình biết và đã trải qua? D. Hãy thử đổi ngôi kể trong đoạn 2 thành ngôi kể thứ 3, thay tôi bằng Dế Mèn. Lúc đó em sẽ có một đoạn văn như thế nào? E. Có thể đổi ngôi kể thứ 3 trong đoạn 1 thành ngôi kể thứ nhất, xưng tôi được không? Vì sao? Ghi nhớ, ngôi kể là vị trí giao tiếp mà người kể sử dụng để kể chuyện. Khi gọi các nhân vật bằng tên gọi của chúng, người kể tự giấu mình đi, tức là kể theo ngôi thứ ba. Người kể có thể kể linh hoạt, tự do những gì diễn ra với nhân vật. Khi tự xưng là tôi, kể theo ngôi thứ nhất, người kể có thể trực tiếp kể ra những gì mình nghe, mình thấy, mình trải qua, có thể trực tiếp nói ra cảm tưởng, ý nghĩa của mình. Để kể chuyện cho linh hoạt, thú vị, người kể có thể lựa chọn ngôi kể thích hợp. Người kể xưng tôi trong tác phẩm không nhất thiết là chính tác giả. Hai La Mã, luyện tập. 1. Thay đổi ngôi kể trong đoạn văn sau thành ngôi thứ ba và nhận xét ngôi kể đem lại điều gì mới cho đoạn văn. Ngày nào cũng vậy, suốt buổi tôi chui vào trong cùng khang, hì hục đào đất để quét một cái ổ lớn làm thành một cái giường ngủ sang trọng. Rồi cũng lo xa như các cụ già trong họ hàng xế. Tôi đào hang sâu sang hai ngả, làm những con đường tắt, những cửa sau, những ngách thượng, phòng khi gặp việc nguy hiểm có thể thoát thân ra lối khác được. Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu ký. 2. Thay đổi ngôi kể trong đoạn văn sau thành ngôi thứ nhất và nhận xét ngôi kể đem lại điều gì khác cho đoạn văn. Một cái bóng lẹ làng từ trong vụt ra, rơi xuống mặt bàn. Thanh định thần nhìn rõ, con mèo già của bà chàng. Con mèo già vẫn chơi đùa với chàng ngày trước. Con vật nép chân vào mình, khẽ phe phẩy cái đuôi, rồi hai mắt ngọc thạch xanh dương lên nhìn người. Thanh mỉm cười lại, gần vuốt ve con mèo thạch lam dưới bóng hoàng lan. 3. Chuyện cây bút thần kể theo ngôi nào, vì sao như vậy? 4. Vì sao trong các chuyện cổ tích, truyền thuyết, người ta hay kể chuyện theo ngôi thứ ba mà không kể theo ngôi thứ nhất? 5. Khi viết thư, em sử dụng ngôi kể nào? 6. Dùng ngôi thứ nhất kể miệng về cảm xúc của em khi nhận được quà tặng của người thân. Đọc thêm. Có nhiều cách kể chuyện. Có cách kể ở ngôi thứ ba, nằm mãi không ngủ được,
chị nghĩ đến mẹ mình đang bị ốm nặng. Có cách kể ở ngôi thứ nhất thường là câu chuyện tự thuật, hồi ức. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng ven biển. Tôi không còn nhớ mặt bố tôi ra sao nữa vì bố tôi mất sớm. Có cách kể ở ngôi thứ ba là chủ yếu Xuân đi dạy học đã 3 năm nay. Anh được các bạn đồng nghiệp và các em quý mến. Nhưng xen vào đó là những đoạn kể ở ngôi thứ nhất, tự thuật nội tâm. Xuân đang trên đường về nhà. Sao hôm nay mình lại không tự kiềm chế được và đã mắng các em hơi quá lời như vậy? Phạm Hồ, văn miêu tả và kể chuyện.